Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 118. Chuyện chim cung cúc. Tiền thân Vataka. Không suy nghĩ người này. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Duyên, bậc đạo sư đã kể về con trai của triệu phú Uttara. Nghe nói ở Xá Vệ có vị triệu phú Uttara rất giàu có. Vợ triệu phú sanh được một con trai có đức hạnh từ Phạm Thiên giới xuống. Khi đến tuổi trưởng thành, cậu rất đẹp trai giống như Phạm Thiên. Một hôm, khi ngày hội cúng sao Kathika được tổ chức ở Xá Vệ, mọi người vui chơi hội lớn. Những người bạn, con trai các triệu phú khác đều có vợ. Riêng con triệu phú Uttara vì sống lâu ở Phạm Thiên giới nên tâm không hướng đến luyến ái. Các bạn của cậu muốn đem cho cậu một nữ nhân để vui chơi hội sao, liền bàn với nhau đến gặp cậu và nói: "Này bạn, trong thành phố này hội lớn cúng sao Kathika được tổ chức một đêm. Chúng tôi sẽ tìm cho bạn một nữ nhân để cùng nhau vui chơi hội lớn." Dầu cậu nói không cần nữ nhân, các bạn vẫn nài ép bắt cậu nhận. Họ trang điểm một nữ tỳ xinh đẹp dắt đến nhà cậu, bảo nữ nhân ấy đi đến nhà con trai triệu phú, dẫn nàng đến phòng cậu rồi bỏ đi. Khi cô gái ấy vào phòng ngủ, con người triệu phú không ngó ngàng nàng và không nói năng gì. Cô gái suy nghĩ: "Ta tuyệt sắc duyên dáng mỹ lệ như thế này, người không ngó cũng không nói với ta. Nay ta dùng sự cám dỗ và giải duyên dáng nữ nhân của ta làm người phải nhìn đến ta." Nghĩ vậy, cô gái trình diễn mọi sự cám dỗ của nữ nhân để làm đẹp lòng cậu. Nàng để lộ hàm răng tuyệt đẹp của nàng và mỉm cười. Chàng trai triệu phú nhìn nàng, nắm lấy hình tướng bộ xương răng. Tư tưởng về bộ xương khởi lên trong tâm chàng cho đến khi toàn thân nàng hiện ra như một chuỗi xương. Chàng trai cho tiền người con gái rồi bảo nàng đi. Khi nàng ra khỏi nhà, một người quý phái thấy nàng ở giữa đường, liền cho tiền và dẫn nàng về nhà. 7 ngày qua, lễ hội sao chấm dứt. Người mẹ nữ tỳ đẹp không thấy con gái của mình trở về. Đến nhà các người con trai triệu phú hỏi con gái đâu. Họ đi đến nhà con trai triệu phú Uttara để hỏi và được trả lời: "Cô gái có đến một lát, tôi đã cho tiền và bảo đi về. Nhưng mẹ cô gái không thấy con mình, bắt buộc họ phải trả nàng lại và đem con trai triệu phú Uttara đến xin vua phân xử." Vua hỏi: "Những người con trai các vị triệu phú có đem người nữ tỳ xinh đẹp giao cho ngươi không?" "Thưa đại vương, có. Nay nó đâu rồi?" "Tôi không được biết. Nó chỉ ở lại một lát và tôi đã bảo nó đi về rồi. Vậy nay ngươi có thể đem nó lại không?" "Thưa đại vương, không được." Vua nói: "Nếu ngươi đem lại không được, hãy áp dụng hình phạt của vua." Họ trói tay cậu ta ra phía sau, dắt cậu đi áp dụng hình phạt của vua. Cả thành gian dậy lời bàn tán. Nghe nói con trai người triệu phú vì không trả lại đứa nữ tỳ xinh đẹp nên bị đưa đi áp dụng hình phạt của vua. Một đám quần chúng để tay trên ngực, vừa đi theo sau vừa than: "Việc này là thế nào thưa ông chủ? Sao ông chủ lại gặp một việc bất công như thế này?" Người con trai triệu phú suy nghĩ: "Sự đau khổ này xảy ra vì ta sống trong gia đình. Nếu ta thoát ly được gia đình, ta sẽ xuất gia với bậc đại Gotama chánh đẳng giác." Bấy giờ cô nữ tỳ xinh đẹp nghe tiếng đồn gian liền dò hỏi sự việc. Khi được nghe câu chuyện ấy, nàng chạy ra thật mau và la to: "Các ông hãy dẹp qua một bên, dẹp qua một bên, cho tôi gặp người lính của vua." Và nàng tự trình diện. Quân hậu của vua thấy nàng liền giao nàng lại cho bà mẹ, thả con trai người triệu phú và bỏ đi. Người con trai triệu phú cùng với bạn bè vây quanh đi đến sông gội đầu thật sạch, rồi cậu về nhà ăn sáng xong liền xin phép cha mẹ được xuất gia. Vị ấy mang theo các y cùng với một số tùy tùng đông đảo đi đến bậc đạo sư đảnh lễ ngài và xin xuất gia. Được xuất gia và được thọ đại giới, vị ấy phát triển thiền quán không gián đoạn, không bao lâu chứng quả a la hán. Một hôm, các tỷ kheo hội họp tại chánh pháp đường nói lời tán thán con trai triệu phú ấy: "Thưa các hiền giả, con trai vị triệu phú này trong giờ phút nguy hiểm cho mình đã biết được các công đức của giáo pháp, nghĩ đến xuất gia để thoát khỏi đau khổ ấy. Nhờ khéo suy tư như vậy nên vị ấy được thoát nạn, được xuất gia và chứng quả a la hán tối thượng." Bậc đạo sư đến và hỏi đề tài được bàn luận. Sau khi biết câu chuyện, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo,
Con trai triệu phú Uttara trong giờ phút nguy hiểm xảy ra cho mình đã nghĩ đến phương tiện ấy để thoát khỏi sự đau khổ kia và được thoát chết. Thuở trước, các nhà hiền trí khi nguy hiểm xảy ra cho mình cũng đã nghĩ đến phương tiện ấy để giải thoát sự đau khổ kia. Nhờ suy nghĩ như vậy, họ được thoát khỏi đau khổ do nạn chết đem lại. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát tái sanh nhiều lần, rồi sanh ra làm con chim cung cúc. Lúc bấy giờ, có một người thợ săn chim cung cúc thường bắt nhiều chim cung cúc trong rừng đem về nhà, nuôi dưỡng cho chúng mập. Sau khi lấy tiền, anh ta bán chúng cho những người đi đến và nuôi sống với nghề như vậy. Một hôm, anh ta bắt được Bồ Tát với nhiều con chim cung cúc khác và đem về nhà. Bồ Tát suy nghĩ, nếu ta ăn đồ ăn và uống nước của người này, nó sẽ bắt ta và đưa cho những người đến xem. Nếu ta không ăn, ta sẽ trở thành ốm yếu, và thấy ta ốm yếu, các người ấy sẽ không bắt ta làm gì. Như vậy ta được an toàn, ta hãy làm theo phương tiện này. Bồ Tát làm theo như vậy cho đến khi chỉ còn da và xương. Người ấy thấy chim quá ốm nên không bắt. Sau khi bán hết các con chim khác trừ Bồ Tát, anh ta để Bồ Tát ra khỏi lòng, đặt lòng ở nơi cửa, để Bồ Tát trên lòng bàn tay và nhìn xem con cung cúc này có đau bệnh gì. Biết được người thợ săn không chú ý, Bồ Tát xòe cánh lên và bay dục về rừng. Các con chim cung cúc khác thấy Bồ Tát liền hỏi, sao không thấy mặt bạn, bạn đi đâu vậy? Ta bị người thợ săn bắt, làm sao bạn lại thoát? Vì ta không ăn đồ ăn nó cho, không uống nước của nó. Nhờ nghĩ đến phương tiện này, ta được thoát. Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ. Không suy nghĩ người này không được lợi đặc biệt, hãy xem quả suy tư, ta thoát trói thoát chết. Như vậy, Bồ Tát kể lại sự việc mình đã làm. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con chim cung cúc thoát chết là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的所和。